Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ Sứ Làng Yêu Lãng là phần tiếp theo nằm trong series về thằng Thuật của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếp tục với câu chuyện lần trước, sau khi vô tình tạ ơn lão thầy cúng bằng viên thuốc hồi xuân dược, đang xì xụp gánh vái để vong thằng Vạn về nhà, lão thầy cúng đột nhiên dính trường, mặc cho ông nội của thằng Vạn và đám họ hàng nặng nặng giữ lại. Ấy vậy mà lão thầy cúng vẫn bỏ của chạy lấy người vì không thể kìm hãm được. Không vì vậy mà đám ác cầu trong làng đầy đồn rằng vong của thằng Vạn quấy phá, đến cả thầy cúng cũng bị dọa cho mất mật. Về phần hai thằng trời con, vụ án gặp vong của thằng Vạn hiện lên rất vào rừng làm cho chúng sợ lắm. Cứ ban ngày đi học thì không sao, nhưng hết đêm xuống hai thằng trốn trong nhà. Có cho tiền cũng chẳng dám trốn đi chơi đêm. Song cũng vì vậy mà ngôi làng yên lắng, yên ổn được độ 3 ngày. 3 ngày sau, hai thằng trời con lại tỏ ra như không. Cơm nước xong, hai thằng lại tốt đi gặp nhau ở sân đình, bàn kế hoạch đột kích đến vườn xoài nhà ông Nhạn để làm bột vố. Gặp mấy quả xoài xanh tu thêm căn nước mưa ở cái bể sau hậu viên. Nó cánh bổng rồi chúng mới chia tay nhau ai về nhà nấy. Đợt này đang vào kỳ thi giữa năm, bài tập về nhà nhiều quá thành ra hai thằng trọi con bị ép về ở nhà. Để kể về cái sự học của hai thằng thì cũng là một chiến tích đáng kể. Trong khi thằng Đán đứng đầu lớp từ dưới lên trong suốt 5 năm, thì thằng Thuận chỉ trên bàn của mình một bậc, ấy là xếp thứ hai từ dưới lên. Phía một thằng nghịch ngợm như nó, kết quả như vậy đã là khá khẩm lắm. Kết thúc kỳ thi trong chật vật, hai thằng trợ con trong lòng vui mừng như mở hội vì 3 tháng kỳ hè đang chờ đợi. Khác xa với thời hiện đại, trẻ con đần ấy không phải học hè. Biết rằng ngày 26 tháng 5 xong là kỳ nghỉ chính thức bắt đầu, đến tháng 9 mới phải đi khai giảng. Hòa chung vào không khí vui tươi, hai thằng trời con hôm ấy còn hăng hái dọn dẹp lớp cho sạch, điều mà hai thằng cá biệt chẳng bao giờ động tay đến trong suốt kỳ học vừa qua. Tinh mơ hôm sau, thằng Đán đang thiếp đi trong giấc ngủ thì nghe tiếng tắc kè vang vọng đúng 3 lần. Nhận ra ám hiệu của chiến hữu, Đán ta mắt nhắm mắt mở tung chăn, đi chân trần ra khỏi mùng rồi lẻn ra khỏi nhà. Thế thằng Thuận đang thập thò xong bụi cây, Đán ta lại nhanh nhẹn chui qua lỗ chó chui với tâm trạng mừng quính. Vừa thấy bàn, thằng Thuận đã vội hỏi ngay: "Bố mẹ mày đâu, có biết mày trốn đi không?" Thằng Đán lúc này cười híp mắt: "Đi rồi, xuống thành phố học gieo trồng giống cây mới. Những 3 ngày trong nhà chỉ còn bà tao thôi. Mà đi nhanh mày, bà tao dậy mà không thấy đâu là cứ như đòn đấy." Thuận thích chí kéo tay cậu bạn đi. Trường hợp thấy hôm nay ông bà Kim cũng rời nhà từ sớm, thành ra thằng trời con chẳng sợ ai cấm cản. Bóng của hai thằng trời con nhảy chân sáo trên đường đằng khi ánh trăng vẫn còn xoay tỏ một màu xanh nhạt. Mấy con chó của nhà dân cạnh đó nghe tiếng tầm sủa nhặng lên, xong cũng rất nhanh vùi đầu vào ngủ tiếp. Ra đến bãi đất hoang đầu làng, thằng Đán liền hỏi: "Thế hôm nay đi chơi ở đâu?" Thằng Thuật làm bộ bí hiểm, nó móc sau lưng quần ra một cái chạc, rồi nó giơ lên mặt dạy đời: "Có ra các thuật ở đây thiếu gì trò, xem đây." Thằng Đán cầm cây súng cao su mân mê trên tay. Trẻ con của làng Yên Lãng chẳng đứa nào lạ thứ vật này. Nếu không muốn nói, có đứa sở hữu đến 3 chiếc. Cây súng này làm bằng 2 cái dải cao su buộc vào 2 đầu một gà gỗ, còn 2 đầu thì thắt vào một miếng da để giữ hòn sỏi bắn đi. Trẻ con trong làng thường làm súng cao su bắn chim sẻ. Riêng với hai ông trọi con này thì toàn bắn chó mèo để chúng sủa ẩm lên chọc chơi. Vì quá phá phách làng xóm lại hay bị dân làng mắng vốn, cho nên ông Kim và ông Quân cấm tiệt chúng nó đi chơi. Hễ thấy chúng nó làm ra cái nào là tịch thu và đánh cho một trận. Giờ này thấy thằng Thuật lôi ra cây súng cao su, thằng Đán mừng như bắt được vàng, nó vội hỏi: "Mày lấy ở đâu đấy?"
Tao phải nhổ cho ông tao 50 cái cọng tóc trắng mới được ông tao cho đấy. Thế hành quân nhà, giờ vẫn còn sớm, tao me được vườn chuối của nhà ông Đạt á, chuối chín vàng lắm. Có chắc chín không? Chín rồi, qua bố tao bảo là tao mang sang biếu ông ấy gói thuốc lào. Tao thấy ông ấy đang lấy bao tải quấn quanh cái buồng chuối, chắc sợ mình vật trộm đó. À thế thì càng phải vật cho nó bỏ ghét. Mà đi vật chuối mà sao mày đem súng cao su làm cái gì? Mưu cao kế hiểm của Gia Cát Thuật đây, há là cái thứ mà để cho huynh đài đây nhìn thấy. Thằng Đán cười lớn rồi vội vàng hối chí cốt đi vội. Trời vừa đổ sang 4:30 sáng, làng Yên Lãng còn đang chìm vào trong giấc ngủ. Không khí trong làng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng tỏ bao trọn không gian và hai bóng một cao một thấp đi sóng đôi bên nhau. Đến sát hàng rào nhà ông Đạt, thằng Đán sực nhớ ra một chuyện, rằng cứ tầm giờ này ông Đạt trở dậy, đeo theo cái kích điện ra bờ ao đánh cá đặng đi bán sớm. Đán ta lúc này e dè bảo, Thuật ơi, hay là về đi, ông Đạt ông bắt được thì chết. Thằng Thuật lúc này cười khoái chí, đã bảo có tao ở đây đừng có lo, mày sợ mày về, tí có tao ăn hết. Vốn là một thằng ham ăn tục uống, nghe đến chuối chín thằng Đạt đã nuốt nước miếng, thôi thì đành đặt niềm tin vào bạn của mình. Đán ta cũng đánh bảo theo chí cốt chui lỗ chó qua hàng rào, băng qua một khoảng đất trống và lèn nhanh đến gốc cây chuối, nơi thằng Thuận đã thấy ông Đạt bó bao tải chiều qua. Cây chuối này mọc ngay bên cạnh cây miếu thờ thần rùa. Nhớ dạo nọ vì bị ông Đạt mách leo lên ăn trận đòn oan, thằng Thuận dắp tâm dọa ma trả thù. Thế là ngay sáng hôm sau, vì trò đùa ác ôn của thằng quỷ sứ và gã thầy cúng phết lác, cho nên gia đình ông Đạt phải bỏ ra số tiền lớn xây miếu thờ vong và tặng con rùa đá đặt ngay bên cạnh miếu. Chớ trêu thay, đám trộm cá từ đó nghe tin ao này có quỷ cho nên chẳng dám bén mảng đến. Vụ cá năm đó gia đình của ông Đạt trúng to. Mấy tháng dòng hai vợ chồng thi nhau hương khói cho ngôi miếu mà không biết sự thật. Và đến nay ngôi miếu thờ thần rùa này vẫn là chốn nương tựa tâm linh cho ông Đạt. Năm sau ngôi miếu đang lờ mờ khói nhang, hai thằng trợ con dõi mắt nhìn ra. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi từng góc chết, thằng Thuận lập tức nhận ra ông Đạt đã dậy kích cá theo thói quen. Và càng lúc càng tiến sát lại chỗ của hai thằng đang đứng. Hoàng sợ, Đán ta cúi rạp người xuống, chùi giữa hai chân của thằng Thuật rồi thì thầm, chết rồi Thuật ơi, ông Đạt ông ấy thấy thì chết. Thằng Thuận chẳng hề lộ ra một nét sợ sệt, nó móc trong cặp quần ra cây súng cao su, nhặt một viên xoài dưới chân rồi lắp vào súng, bặm môi kéo dây thun. Viên xoài phóng vụt ra lao đến bụi che tàu sau lưng của ông Đạt. Nghe thấy tiếng động lạ, con chó mực xích ở dưới gốc xoài gần đó sủa lên. Sở nhà có trộm, ông Đạt cũng ngay lập tức quay lại để kiểm tra. Đành gần đây văn hóa mới đổ về, trộm cắp như rươi, chẳng hiếm cảnh đám đạo trích cả gan mò vào nhà. Nhìn lúc gia chủ ngủ say, đám ấy khô khoáng bằng sạch. Nơi đâu xa nhà bà Nùng nấu nồi cám lợn ở bếp, rồi vùi vào đống tro để sáng mai cho đôi lợn cấn ăn. Tinh mơ hôm sau khi xuống bếp thì thấy đống tro bị bới tan tành, cám lợn bị đổ ụp ra đất, và cái nồi căng to bự đã không cánh mà bay. Kể sơ qua thế là để hình dung đám ấy lộng hành thế nào. Việc ông Đạt quay lại kiểm tra là hợp tình hợp lý. Cần tăng vụt ấy nấy, các cụ dạy không có sai. Nhân lúc đó thằng Thuận nhét vội cái súng cao su vào cặp quần, rồi vênh mặt dạy đời bằng thứ kiến thức nửa vời. Thấy chưa, đây là cái kế dương đông kích tây. Cái kế này là Lưu Tháo dụ Tào Bị để thoát thân đấy. Thằng Đán nghe vậy thì cãi lý, ố, tao tưởng Lưu Bị với Tào Tháo chứ. Thằng Thuận biết mình rốt cho nên đánh đận con đen. Thì hai ông ấy là anh em họ xa. Mà mày có vặt chuối không? Nhanh đi, không Đạt ông quay lại thì Lưu Bị cũng không cứu được mày đâu. Đán ta sừng nhớ ra mục đích cho nên vội lùm cùm đứng dậy, hít hà chuối chín bay đến tận mũi. Đán nuốt nước miếng đánh ngực. Nhưng ngay trong phút chốc, cả hai nhận ra một vấn đề nan giải, đó là buồng chuối quá cao. Phía hai cơ thể lùn tịt như chúng không thể nào có thể với được. Không thể ra tay về không, thằng Thuật lúc này vội giục, Đán ơi, nhanh lên, mày cõng tao liền tờ vật cho nó nhanh. Đán vội ngồi xuồm xuống để kiểu bàn của mình lên.
Cứ may thằng Thuật thân hình loắt choắt, thuộc dạng suy dinh dưỡng nặng, cho nên việc đó cũng chẳng nặng nhọc là bao. Vậy mà trong phút chốc hai thằng công kênh nhau lên và bắt đầu xé bao tải để vặt chuối. Về phần của ông Đàn, sau khi kiểm tra chẳng có động tĩnh gì, ngó sang thấy con chó mực vùi đầu ngủ, ông mới an tâm quay lại tiếp tục để kích cá. Thế nhưng mới quay lại, đôi mắt của ông dõi về hướng ngồi miếu sát bờ ao. Ông Đạt rụng rời chân tay, cái kích cá trong tay của ông rơi bịch xuống đất. Đập vào mắt của ông dưới ánh trăng trắng ngà, thập thò sau ngôi miếu có một bóng người đang vươn mình sờ nắn buồng chuối. Vì hai thằng trẻ con này đứng khuất sau miếu thiêng, cho nên thân thể của thằng Đán bị che khuất, cho nên ông Đạt không thích cảnh hai thằng giặc đang kiểu nhau. Lý do thứ hai là thằng Thuận gầy như ma đói, cái đầu thun thun như là con muôm muỗm, đang nghển ra lần mò tìm chuối. Bộ rằng đó chẳng khác gì cái cổ rùa dướn dài. Trong giây phút thất kinh, cái đầu óc không còn minh mẫn, ông Đạt tưởng rằng rùa thần hiển linh, hiền hồn về hưởng chuối chín. Hoàng hốt đi giật lùi với tâm trạng khiếp đảm, ông Đạt đi nhón chân tránh kinh động thần và lùi nhanh vào nhà, không gây một tiếng động nào. Và đến nhà thì người anh trai của ông Đạt cũng lục tục vén mồm chui ra. Người anh trai này tên tục là Thảo, năm nay ngoài 70 nhưng sức vóc còn khỏe mạnh. Ông Thảo sinh sống tận dưới phố, đêm qua ghé về nhà em chơi để mà bàn việc cúng dỗ, và sau chầu rượu thì ngủ lại luôn. Vừa vén mồm chui ra, ông Thảo giật mình khi thấy em mình đang đứng nép sau mình sau cánh cửa, mắt lòm dòm nhìn ra ngoài khoảng ao. Thế là ông Thảo lúc này đặt tay lên vai của ông Đạt rồi gọi: "Chú Đạt ơi!" Ông Đạt căng mắt nhìn ra với tâm trạng khiếp đảm, đột nhiên bị một bàn tay lạnh thoát bấu lên vai, không khỏi hoảng kinh. Ông tưởng rằng trong giây phút đó trái tim vỡ toác trong đồng ngực. Ông ngã ngồi xuống với hơi thở thất nghẹn, khó khăn lắm mới lắp bắp chỉ ra: "Rùa, rùa thần hiển linh, ôi anh ơi, thần đang ăn chuối kia kìa." Vì đã nghe em của mình kể về gốc các ngôi miếu và sự nhiệm màu, làm cho đám trộm cắp không dám bén mảng, song ông Thảo không tin. Thân là bộ đội phục viên dạo còn tại ngũ, ông Thảo cũng đã được tôi rèn một khí phách anh dũng. Đã rất nhiều lần ông xung phong lên tuyến đầu, tham gia vào những chiến trường cam go nhất, và không ít lần thích cảnh máu me. Bảo ông tin vào ma quỷ là một điều không chấp nhận được. Giờ nghe em trai của mình nói thần rùa hiển linh, ông Thảo bán tín bán nghi. Có thật thế không hay là chú ngái ngủ nhìn nhầm? Chính mắt em nhìn thấy, sao mà nhầm được chứ? Ông Thảo hoài nghi đẩy cửa tiến ra, mặc cho ông Đạt bám chân cản lại. Bực quá, ông Thảo đạp cho em mình một cái làm trông Đạt ngã rúi rủi, rồi tự mình đi kiểm tra, không quên thủ theo cái đòn gánh phòng thân. Mới tiến ra ngoài sân độ 10 thước, ông Thảo cảm thấy rùng mình. Trong làn gió tinh sương cuốn theo mùi nhang trầm cuộn đặc, ông nghe thấy từng tiếng nhóp nhép, hệt như người ta đang nhai cơm nhão. Đứng trong không gian lưu trai cùng tiếng động mà quái, ông Thảo chợt dấy lên một cỗ cảm giác rùng mình. Song bản lĩnh của một người lính già từng xông pha trận mạc lại rất nhanh làm trông bình tĩnh. Cầm chắc cái đòn gánh, ông Thảo mon men tiến lại gần, và khi cách ngôi miếu chừng 20 bước chân, ông cả kinh thấy một cái đầu trọc lóc cứ thò lên thụt xuống, nằm rất kinh dị. Cái đòn gánh trong tay của ông rơi xuống đất cùng với một điệu bộ chết cứng tại chỗ. Tiếng động đó vô tình lọt đến tai của hai thằng trọi con. Thằng Đán hoảng hốt quay người lại theo bản năng, vô tình làm cho thằng Thuật mất đà ngã nhào xuống bên cạnh. Cú ngã làm cho thằng trọi con nằm nghiêng ra đất, oái om thế nào cả ngay bị cái miếu che hết, xong từ cái cổ lên lại thò lên ra ngoài. Cảnh tượng đó đầm trọn vẹn vào mắt ông Thảo, nằm xa như một cây đầu lâu mới rụng xuống vậy. Dưới ánh trăng trắng ngà, ông Thảo kinh hãi thét lên khi thấy một khuôn mặt gầy gò đang ngậm một quả chuối trong miệng. Lời thề đánh tan ma quỷ trong đầu ban nãy bay đi, ông Thảo bỏ của chạy đến người, lao vội vào trong với tiếng gào xé tan màn đêm. Biết bị động, hai thằng trọi con cũng tá hỏa chạy trốn theo lối ban nãy. Ra đến ngoài, hai thằng cắm đầu chạy thục mạng. Thằng Đán vẫn còn tiếc rẻ buồng chuối vì mới ăn được có 12 quả. Ngày sáng hôm ấy, tin đồn thần rùa hiển linh làm ông bà Đạt và dân trong làng sợ đến mất mật. Làng yên lắng này mới manh nha chút văn minh đô thị ập về,
thần sâu trong thâm tâm của bà con còn rất lạc hậu và mê tín. Cho nên ngay khi nghe ông Đạt đem cả mạng sống của mình ra thể và thuật lại câu chuyện, ai đấy đều rất khiếp đảm. Một lão mồm móm mém bèn hiến kế: thế này là không được đâu bác Đạt ạ. Bác kinh động đến thần, thần mà quả trách thì không chỉ nhà bác mà ngay cả làng này cũng khó thoát. Theo ngụ ý của tôi, gia đình của bác phải mời thầy sư về làm lễ tạ tội, có thế thì thần mới tha, mình mới yên ổn làm ăn cho được. Nghe lão Kiên nói có lý, đám dân làng cũng gồ và đồng tình theo. Vậy là ngay trong sáng đó, ông Đàn tất tả sang nhà lão sử để tìm về cúng tạ mộ. Còn nỗi lão sử đi cúng xa chưa về, thành ra ông Đạt đành phải quay về nhà với một tâm trạng lo lắng. Đám dân làng vì phần nhiều chuyện, phần cũng vì rảnh rỗi cho nên nán lại nhà rất đông. Hai thằng trọi con cũng có mặt trong đám giả bộ xem náo động. Cả hai đều không ngờ việc trộm chuối của mình lại kinh động đến cả làng như vậy. Thói thường hai thằng trọi chả dại gì mà vác mặt sang. Xong lúc sáng khi bỏ trốn vì cuống quá cho nên thuật làm rơi cái súng cao su. Nhân lúc đang đông người, hai thằng oát con trà trộn và nhặt lại, cũng may mà không bị ai phát hiện. Nhặt xong cái súng, hai thằng làm mặt tỉnh bơ tiến lại để hóng hớt. Và nhân lúc ấy cả hai nghe thủng việc gia đình của ông Đạt tính làm lễ tạ thần rùa. Ngoài thì ông Thảo đang ngồi thất sắc trong nhà, sợ nhớ đến việc bàn sáng suýt bị ông ta bắt. Hai thằng trò con bèn kéo nhau ra ngõ, xì dầm điều gì và chia nhau về nhà. Rất nhanh sau đó hội ngộ ở nhà ông Đạt. Mãi đến tầm 4:30-5 giờ chiều, lão thầy cúng tên sử mới sang. Nói về đồ thi gan thì làng Yên Lãng này đứng thứ hai thì không làng nào là chủ nhật. Ngay khi nghe tin lão sử cấp chấp sang, dân làng đã ùn ùn kéo đến hóng hớt. Có kẻ còn đang ăn dở bữa, thầy vẫn còn cầm nguyên bát cơm. Có kẻ đang cho con bú cúng bồng cả con đến. Càng lúc dân làng kéo đến càng đông, đứng ngập trong sân chen chúc vòng trong vòng ngoài, và dĩ nhiên hai thằng trọi con đứng hàng đầu tiên. Lão sử này như đã kể là một hàng giá áo túi cơm, chuyên buôn thần bán thánh lòe bịp thiên hạ. Lúc này đây lão đang ngồi xếp bằng ở cây chiếu hoa trải giữa sân, tay vân vê hàng râu con kiến, đầu gần như bổ củi khi nghe ông Đạt thuật lại nguyên văn sự tình. Nghe chán chê, lão sử nói giọng nghiêm trọng: thế này là chết rồi, không có được đâu. Đàn nò chính tay của ta thỉnh thần về ngự ở miếu. Sau đàn ấy chúng mày có thấy cá trong ao sinh sôi nảy nở hơn không? Có thấy phường trộm cắp nào nó mò vào không? Ông Đàn thân là phó thôn, đừng cửa đi học lớp cầm tình đảng, xong lại mê tín hạng nặng. Giờ nghe lão sử hạch hỏi, ông lại ngẫm nghĩ thì thấy là rất đúng. Quả thật là sau khi lập miếu thì vụ cá năm đó gia đình của nhà ông chúng to. Mấy tháng ròng hai vợ chồng thi nhau hương khói cho ngôi miếu và hoàn toàn không thấy trộm cắp nào mò vào. Ngay cả con chó mừng cũng có thể say giấc chứ chẳng sủa nhặng lên như trộm cắp mọi đêm. Ông Đàn chắp tay lúc này rồi thưa: dạ bẩm thầy, quả thật là có sự đó. Lão sử được thể tâng bốc bản thân: thì đấy, ta đã dùng hết mấy năm đạo hạnh để thỉnh thần lên, thần trông coi của cải lại đổ cho đàn cá giếng ao béo mẫm, chứ khi không làm gì có cái chuyện ngon như thế. Nay thần hiển linh lên hưởng hương hoa trong vườn, thế mà anh em nhà mày lại dám đuổi đánh thần thì khép vào cái tội vô phép. Cái tội này nhẹ thì tránh nhà, nặng thì anh em nhà mày vong mạng. Nghe lão sử phán như vậy, đám dân làng trầu rìa hóng hớt đều ồ lên. Không ai bảo ai cùng nhìn về ngôi miếu u ám. Ông Đàn mặt xanh như đít nhái hoảng hốt rồi hỏi: trăm ngàn lại thầy, xin thầy cứu nhà tôi. Lão sử gật gù phán một câu xanh rờn: bạn ấy ở nhà ta bấm độn được xem sự tình, ta đã làm lễ xin thần đừng trách phạt. Thần đã nhận lễ của ta dâng những 200 ngàn đấy nhé. Bà Đàn lúc này chắp tay rồi vâng dạ: vâng, xin thầy cứu cho, chúng tôi xin hậu lễ. Lão sử biết vợ chồng của ông Đạt bị lừa thì mừng lắm, vì thật ra lão nào có cúng bái gì đâu. Lão liền thầm nghĩ: đang yên đang lành vớ bấm được 200, ít nữa bắt vợ chồng của nó bày thêm mâm lễ là đớp thêm được một chút. Thời tới, thời tới. Nghĩ đoạn cho nên là lão lại giả bộ trịnh trọng rồi bảo: thần đã chứng rồi đấy, thần dần cho nên chìa vật chết đôi gà mái mơ sau chuồng để thế mạng cho hai anh em nhà mày.
Không tin thì cứ ra vườn sau ắt sẽ rõ. Nghe lão sở phán danh dợn, cả nhà ông Đạt và dân làng vội vã cùng lão sở đi xác nhận. Bên trong chuồng gà nằm cập sát hàng rào sau vườn, đôi gà mái tơ chết thẳng cẳng, đầu nghèo qua một bên, chết tốt từ khi nào. Đến lúc mà chẳng ai dám hoài nghi lời của ông sở nói nữa, ông bà Đàn và ông Thảo thì tái mặt lạy lục. Cùng lúc đó ở trên sân, hai thằng trời con ngơ ngác nhìn nhau, thằng Đán lúc này gãi đầu rồi bảo: "Ô hay, chẳng phải ban nãy lão ấy bảo là đi ra sau nhà đi đái, rồi vặn củ gà đấy sao? Sao lại đổ cho thần mày nhỉ?" Thằng Thuận lúc này cười lên danh ma: "Cái lão này định đánh lần con đen để mà ăn tiền đây. Mày có nhớ lần trước lão ấy quất mình ba roi vì cây trộm ăn mấy cái quả xoài xanh? Lần này xem ra cắt thuật tao trị tội đây." Đánh đần đồn nghe tiếng nhắc đến việc ấy thì nóng máu dồn lên. Nó liền gật đầu và nhờ Chí Cốt phân phó một lúc rồi nhầm tính. Thằng Thuận đã dặn thằng Đán về nhà lấy dụng cụ để chơi khăm lão sử một phen. Y như lệnh mà làm, thằng Đán lúc này về nhà thủ theo bộ tóc giả. Bộ tóc giả này mẹ nó ngay đổi lúc cùng đội văn nghệ diễn tuồng mỗi khi cúng ở đình làng. Thêm mảnh vải đỏ nó bắt trộm mà bộ áo mừng thọ của bà nội. Thằng quỷ sứ ngay lập tức hóa trang. Nó đội tóc giả ngậm một mảnh vải đỏ vào miệng, đầu kia để kéo dài xuống tận rốn và nấp vào trong khoảng vườn rậm rạp phía sau miếu chờ lệnh. Cùng lúc đó đám người lớn vây quanh lão sử đã tiến lên sân trước. Lão sử lúc này liền phân phó: "Chúng mày đi mua về đây hộ tao bộ tam sen, thứ ấy gồm một miếng thịt lợn, hai con tôm và hai quả trứng. Đem về luộc hết lên tao bày ra cúng tạ tội, nhanh cái chân lên." Trong khi bà Đạt tất tả đi mua đồ lễ, lão sử đã sai anh em của ông Đạt trải cây chiếu hoa trước miếu và kê thêm một cái bàn gỗ. Chính tay của lão đã bày ra nhang đèn, một lò hoa giấy, thêm một cái đọt chuối ai đó mới đem đến theo lệnh của lão. Chuẩn bị chu toàn cũng là lúc bà Đạt về nhà. Thời gian khi ấy đổ về sầm tối nhọ mặt người. Sau khi mà xong bộ tam sen, lão sử hỏi bắt tự sinh thần của hai anh em ông Đạt, rồi ghi nhanh vào tờ giấy dầu, đoạn cuộn lại rồi đặt ngay trên bàn. Lão bắt đầu ra lệnh: "Việc cúng kiến là phải trịnh trọng. Chúng mày tản ra đi. Thanh thế thanh lại giận đó. Thế nào trái ý tao mà hộc máu chết thì đừng có bảo là ta không có nhắc." Nghe dọa như vậy, đám dân làng vội vàng tàn mắc ra. Ngay cả thằng trời con cũng bị xua đuổi. Còn lại bốn người đang quỳ gối trước miếu, lão sử lúc này liền căn dặn: "Trong lúc mà ta làm phép đó nha, chúng mày phải nhắm mắt lại kêu thần của. Cái lời tao thì chỉ có rời mới cứu được thôi." Ông Thảo cùng ông bà Đàn vâng dạ nghe theo, còn lại một mình mở mắt ra. Lão sử lên nương rồi bắt đầu khấn liền một bài. Cây kiếm gỗ trong tay lão vùng trái vùng phải, chỉ đông chỉ tay hệt như cảnh Lâm Chánh Anh trong phim cương thi mà hai thằng trẻ con hay xem ké ở nhà ông Phú. Thật ra thì lão sử cũng có biết cúng kiến gì đâu, lão cứ động liên tha liên thiên cho xong việc. "Nam mô Nam mô, hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 89 âm lịch, Việt Nam quốc Bắc Giang tỉnh Yên Thế huyện Yên Lãng thôn. Tín chủ con là Nguyễn Trung Đạt 52 tuổi, tộc nhân dòng họ Nguyễn, nay trước hương án xin mạo muội kính thỉnh Ngọc Hoàng tổ sư tổ tiên, kính thỉnh Thái thượng lão quân chư vị lang hán tề thiên đại thánh bát giới tai to, Sa tăng mặt đen hồng hải nhi xài đèn, kính thỉnh tứ đại thần thú Thanh Long dâu dài bạch hổ mét hai, Chu Tước một xài Huyền Vũ hiện hài. Nam mô cá rồ cá lóc, lóc cốc lèn kèn chập chân chập trà mèo mã xào măng." Bà Đàn ngồi sau lưng của chồng nghe thầy khấn lạ quá thì gầy gầy chồng rồi bảo: "Này ông ơi, sao tôi nghe bài cúng này nó lạ vậy?" Ông Đàn gắt nhẹ trong khi hai mắt vẫn còn nhắm chặt: "Thì thần bị phá bính bữa ăn cho nên phải cúng thế là đúng, bà câm mồm vào đi. Có muốn bị vặn cổ chết như đôi gà mái mơ kia không?" Bà Đàn hoảng quá vội vàng cắn răng vái lấy vái để. Ở trước đàn cúng lão sử khấn mãi cúng hết văn. Đang lúc bí quá chợt nhớ ra hai con tôm luộc trong bộ tam sen, lão lúc này bèn khấn điều: "Hải sản hôm nay chúng mánh nè, tôm hùm cá mực thật nhiều nghe. Mua vài ký mực toàn con lớn, kiếm muối trăm can hột bự nè. Ấy Nam mô Nam mô, sắt mực thành khoanh rồi rửa sạch, băm hành ướt tỏi muối chung xe.
cho lên chảo rán dầu đều nhé, sực nóng thơm ngon không phải rẻ, chứ nam mô nam mô. Vừa khấn lão sư vừa lau nước miếng, vừa lấy chai dầu hỏa trên bàn. Lão sư ngậm vào miệng phun phì phì vào ngay cây đèn đang cháy sáng ở trên bàn cúng. Ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt, nhập nhằng ba lần làm không khí lễ cúng thêm phần rờn rợn. Cùng lúc đó đám thằng đán đang ngồi vỗ muối trong bụi rậm và xoa nhọn nổi trên mặt thì nhận được tín hiệu của Chí Cốt. Nó bỏ dạp người tiến lại sát ngôi miếu và thò đầu lên, mắt đăm đăm nhìn về bàn cúng. Ngay lúc mà lão sư vừa ngẩng lên thì chợt cứng họng, mồm há lớn hai mắt trợn trắng về cảnh tượng trước mặt. Dưới ánh trăng nhạt hắt ánh sáng lờ mờ của đêm trăng hạ tuần, lão sư thấy thấp thoáng phía sau ngôi miếu có một người lù lù đứng đó. Bóng người đó béo tròn đục kịch, da mặt đen nhèm, hàm răng trắng bóc nhè ra với mái tóc xối xóa bù và cái lưỡi đỏ lòm dài đến tận rốn. Lão sư sợ đến cứng họng bèn dập đầu lia lịa, mồm gào lên: "Ôi giời ơi, thánh hiền linh, ôi giời ơi con lại ngài." Ông bà Đàn và ông Thảo đang nhắm chặt mắt cho nên không hay sự tình, song theo bản năng cũng vái lấy vái để. Đám dân làng có kẻ thích cảnh tượng đó thì tá hỏa bỏ chạy. Một người, năm người, mấy chục người bỏ của chạy lấy người. Chỉ đời có như vậy, thằng Thuật bèn rút cái súng cao su, sẵn có quả pháo trong tay, thằng trời con châm lửa rồi lắp pháo vào súng, nhắm thẳng về hướng ngôi miếu mà bắn. Quả pháo lao vút đi rơi đúng vào cây chậu giấy tiền mà lão sư mới đốt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm cho cả bốn người đều khiếp đảm. Lão sư ú ớ ngã vật ra sau kinh sợ tột độ, mồm rút lên hai tay lạc đi. Lão là kẻ bỏ chạy đầu tiên, trong khi đó ông Thảo và vợ chồng của ông Đạt đều đái ướt cả quần. Kẻ nào kẻ nấy đều bỏ giật ngược lại đằng sau và cắm đầu chạy tứ hướng. Nhưng mà khốn nạn thay ông Thảo vì sợ quá, vấp phải đám rắn dây lăn ra trên đất và ngã cắm đầu. Thường bàn tay ma quỷ ở dưới đất thò ra túm lấy chân của mình, ông gào lên, giấy đạm liên hồi rồi thục mạng chạy bắn sống bắn chết. Hàm răng cải mà còn đúng ba chiếc răng cửa, sau cú ngã đó rụng luôn mất một chiếc, hình dung giống hệt răng con thỏ nuôi sau chuồng. Không cảnh hỗn loạn đó, hai thằng trọi con cũng nhanh chân chuẩn mất. Thằng đán còn không quên theo bộ tam sen, phải là ở bãi đất hoang đầu làng, mỗi thằng chia nhau được một quả trứng một con tôm luộc. Miếng thịt thì thằng đán nhận phần nhiều hơn, vì ban nãy bị muỗi đốt xương chân, phải bù thêm cho nó. Kỳ nghỉ hè mới sang ngày đầu tiên mà hai thằng trọi con đã phá làng phá xóm. Nhưng gieo nhân nào gặt quả nấy không sai. Ông bà Kim từ huyện về thấy thằng trọi con giấu giấu giếm giếm cái súng cao su thì đã đem đi đốt vì quá hiểu tính con của mình. Thành ra vũ khí phòng thân của thằng trọi con đã không còn. Tin ấy đến tai của thằng đán làm cho nó buồn thiu. Đến sáng hôm sau khi ông bà Kim tiếp tục có việc rời nhà, thằng trọi con lại nhảy chân sáo sang tìm bạn của mình. Sang đến nơi chưa kịp tất kẻ đánh đầm, thằng Thuật đã giật mình khi thấy bà nội thằng Đán đang vác cây gậy đuổi cháu. Thằng Đán nhanh chân trôi toàn qua lũ chó, kéo tay của thằng Thuật chạy biến, bỏ lại bà nội nó đang chửi ầm nhà lên. Vừa chạy thằng Đán vừa thở hổn hển rồi bảo: "May quá bà ta không bắt được. Sáng nay tao dậy sớm thoa cái quần sa tanh của bà tao, rồi tháo chun quần, tính lấy dây thun làm cho cái súng cao su mới. Đang tháo thì bà ta bắt gặp." Thằng Thuật lúc này liền bĩu môi: "Mày đúng là chỉ ăn là giỏi thôi. Thôi hôm nay không có súng ống gì nữa, tao với mày ra lò gạch nhà ông Cần chơi đi." Nghe nhắc đến lò gạch, thằng Đán gật đầu ngay tấp lự. Thế là hai thằng ôn con một béo một gầy nhảy chân sáo đi ngay. Làng yên lắng rào đó mới thoát khỏi chính sách bao cấp đường 3 năm. Từ khi nhà nước ban hành chính sách khoán 10, dân bắt đầu có miếng ăn miếng để, thì nhà nào cũng nghĩ tới việc kiến thiết, mà gạch là thứ đầu tiên cần đến. Vậy là nhà nhà đóng gạch để xây nhà. Thường thì khi mùa vụ thu hoạch đã xong, thời tiết khô hanh là lúc dân làng yên lắng bắt đầu đóng gạch. Thời gian đóng gạch và đốt lò phải trước lập xuân, vì muộn quá sẽ có mưa phùn và gạch mộc sẽ ẩm ướt và mùn ra không đốt lò được nữa. Nhưng mà dân làng yên lắng thì đốt vô tội vạ. Và trong số đó lò gạch của nhà lão Cần là lò lớn nhất trong làng này. Nói về cái nghề đó tuy nặng nhọc nhưng cũng có thú vui. Khâu làm đất là công đoạn đầu tiên, đất sét vàng là thứ đất đẹp để đóng gạch.
Gạch đất sét vàng không co, và khi cho ra lò thì gạch dai và bền. Có những ngôi đình xây bằng gạch đất sét vàng độ bền tới cả ngàn năm mà không bị mòn hoặc là muối. Công đoạn làm rất vất vả và mệt nhọc. Đất đồng vỡ ra thái nhỏ rồi tưới nước cho đều. Đợi đến khi ngấm nước sẽ sang bằng xẻng và dẫn cho dẻo. Sang đi sang lại 2-3 lần và sẽ dùng kéo cắt và vật quả đất lên. Quả đất to có thể đóng đựng vài ngàn gạch mộc tùy theo diện tích sân phơi mà lên quả đất. Hôm nay hai thằng trời con vẫn bồn cũ soạn lại. Sau khi đã thó được 4 viên gạch còn mềm, hai thằng lùi ra sau bãi đất đầu làng để ngồi nghịch. Đang chơi vui thì đột nhiên thằng Thuật nghe tiếng Honda quen tai. Quay người lại, nó nhận ra chú Nhâm ở thành phố về làng chơi. Đêm qua nghe bố mẹ nó kể rằng chú Nhâm về làng để bàn xây lại từ đường cho dòng họ Trần Văn. Thằng trời con mặt mày nhỏ nhem vội đứng dậy rồi chào. Con chào chú Nhâm. Ông Nhâm tắt xe máy, chiếc cặp kính râm hào hàng xuống rồi kêu thằng cháu lại. Mày lại nghịch bẩn đi hả? Thế bố mẹ đâu có nhà không? Thằng Thuần nhả hàm răng sún ra rồi đáp. Bố mẹ con xuống huyện rồi, còn mỗi ông con đang ngủ ở nhà. Chú Nhâm gật đầu rồi đoạn nổ máy xe. Sừng nhớ ra điều gì, chú bèn móc ở cái túi ni lông treo trên đầu xe ra bà chai nước đưa cho thằng cháu rồi bảo. Này chú cho, uống đi, ngon lắm đấy. Thằng Thuần cầm 3 chai nước trong tay rồi ngơ ngác. Cái gì vậy chú, sao lại đen xì vậy? Ông Nhâm cười khẩy rồi đáp. Nước ở thành phố đây, làng này đào đâu ra. Thế thôi tao vào gặp ông mày bàn tí việc, phá làng phá xóm ít thôi mày. Chiếc Honda đi rồi, hai thằng trời con cứ ngây ra để nhìn nhau. Chọn một góc khuất sau tảng đá, hai thằng trời con cầm một chai nước lên để ngắm nghía. Bên trong thế nước màu đen có một đám bọt trắng nổi lên li ti, nom rất là lạ mắt. Thằng Đán lúc này tò mò bảo, mày ơi, sao nom như là trứng ếch ở trong ấy nhỉ, toàn bọt là bọt. Thằng Thuận xoay một vòng chai rồi lẩm bẩm, nước ngọt cu lu cu la, sao có cái tên của nó lạ thế chứ? Để mở uống thử xem thế nào, chắc là không phải thuốc sâu đâu. Đán ta cũng chộp lấy một chai rồi mở nắp nhựa. Cả hai thằng trời con vừa mở nắp thì một tiếng xì rất to vang lên, làm cho cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Thò một tay vào bên trong, thằng Thuật xúc nhẹ và đưa ngón tay lên mút. Một cảm giác khoan khoái nhanh chóng truyền đến đầu lưỡi. Vị ngọt xâm chiếm khoang miệng làm cho thằng trời ngất ngây. Ngồi bên cạnh, thằng Đán lúc này vội hỏi, sao rồi? Có phải có trứng ếch trong đó không? Thuật ta liền sáng mắt ra rồi bảo, ngon lắm mày à, bé đến giờ tao chưa được uống cái gì ngon thế. Thế là trong phút chốc, hai thằng dốc chai coca vào trong hầm. Vì uống một ngụm to thành ra khí ga trong ruột sập lên. Hai thằng trời con nức mạnh một tiếng, hai cặp mắt chuyển sang đỏ ngầu với cảm giác tê dần cực kỳ sảng khoái. Làm thêm một ngụm nữa, hai thằng lại nức cụt rồi nhìn nhau phá lên cười. Đột nhiên thằng Thuật nảy ra một kế. Nó quay sang giữ tay của thằng Đán khi thằng Đán tính làm ra hơi thứ ba. Từ từ đã, làm cái gì mày tham ăn tục uống vậy? Thế có muốn có tiền không? Đán đần đùn ngơ ngác rồi bảo, muốn chứ, nhưng mà làm thế nào ra tiền? Trong đầu óc thông minh của thằng Thuật nảy ra một ý. Nó đóng chai coca của mình lại, rồi bảo thằng Đán chia nhau uống nốt chai kia. Sau khi nó kính bụng, thằng Thuật bèn đem chai coca còn nguyên giấu vào trong bụi rậm. Đoàn hối thằng Đán dậy, hai thằng cầm theo chai coca còn dở để bắt đầu đi kiếm tiền. Đán đần đột chưa hiểu sự tình ra sao, xong cũng phủi đi đi theo bạn. Ra đến chìa sông, hai thằng trời con thì đám trẻ trong làng đang chơi đánh trận giả. Ở trong làng vì hai thằng nghịch ngợm lại có tính khôn vật, cho nên đám trẻ con bài xích không cho chơi chung. Này thấy hai thằng nghênh ngang tiến ra, đám ấy là hỏi nhau xua đuổi. Thế nhưng sau khi nghe thằng Thuật giới thiệu về chai nước thần kỳ, đám ấy háo hức ngồi quanh như chó xem tắt ao. Sau khi cho đám ấy mỗi đứa uống một nắp coca, đứa nào đứa nấy đều chít mê chít mệt. Biết đã rủ được đám đầu to vào chồng, Thuật ta lúc này rõng rạc tuyên bố. Kulu Kula này là nước nhập vào bên tàu cho nên là rất hiếm, vì số lượng có hạn cho nên là không cho khâm. Chứ mày muốn uống thì đem tiền ra đây, cứ 100 đồng thì một cốc nhỏ, 500 đồng một cốc to. Thằng nào chậm chân hết dáng chịu. Đám trẻ con đầu to nhanh chóng chạy tốt về nhà để lấy tiền.
Có đứa tiền không có, bèn cắn răng đem bảo bối của mình là chục viên bi ve ra. Thế là nửa tiếng sau, hai thằng trò con bán được hơn 10.000, 50 viên bi, 2 quả trứng gà và 1 cây súng cao su. Coi như kế hoạch làm tiền thành công mỹ mãn. Dòng lượng chia hẳn cho thằng Đán 500 đồng, hai thằng trò con ôm đống chiến lợi phẩm về nhà. Dĩ nhiên là không quên đem chai coca còn lại về giấu trong bếp. Chiều hôm đó, ông bà Kim và mấy tộc nhân trong dòng họ Trần đã thống nhất ngày mai sẽ làm mấy mâm cỗ cúng để chuẩn bị. Hôm sau, tộc nhân trong dòng họ Trần đã tề tiệu đông đủ để làm lễ, chuẩn bị tháo dỡ từ đường xây mới. Bữa cỗ lúc chưa diễn ra rất sum tụ, sắp đặt lên đến 10 bàn với gần 90 người, già trẻ lớn bé, đám đàn bà đàn ông đủ cả. Thân là con trai độc nhất trong trường tộc, thằng Thuần cũng lăng xăng trong chân trải chiếu, bưng bát và chạy điếu đóm. Công kiến xong xuôi, chè chén no nê, đám ấy bắt đầu hỏi nhau tháo dỡ từ đường, vì thầy cúng bảo đã đến giờ đẹp. Đứng đầu trong đám đó là ông Kim. Sẽ tiết trời nắng như đổ lửa, cả đám mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt ai nấy đều đỏ gay vì mệt. Làm độ quãng 3 tiếng, ông Kim kêu mọi người xuống nghỉ tay. Thầy bố của mình ngồi thở hồng hộc, thằng Thuần thương lắm, vừa đứng dậy quạt cho bố của mình, thằng trời con vừa thủ thì: "Bố ơi, để con pha trà cho bố và các chú uống cho mát nhé." Thấy thằng con có hiếu, ông Kim lúc này mừng thầm, xoa đầu của con rồi khen: "Giỏi lắm, xứng đáng là con trai của ta, là đích tôn của dòng họ Trần Văn này. Mà thôi đừng có pha trà, có túi nhân Trần mẹ mày để ở trong bếp, mày về nấu lên rồi múc ra bình đem sang đây cho bố." Thuật ta vâng dài nhảy chân sáo về nhà. Trên đường về, thằng Thuận lại gặp chí cốt của mình đang lang thang đi chơi. Về là nó rủ luôn thằng Đán về nhà nấu nước cùng mình. Lúc ấy bà Kim cùng đám đàn bà trong họ còn đang mải việc bên tử đường, thành ra chỉ có hai thằng trò con tự biên tự diễn. Băng cái nồi găng lên bếp, thằng trò con chồng bông thổi lửa rồi bắt đầu nấu nhân trần. Mất chừng 20 phút nồi nhân trần đã nấu xong. Thằng trò con hầm theo cách của mẹ, ấy là múc nước từ nồi gang ra cho vào một cái chậu sắt, rồi đem cái chậu sắt đặt vào chậu nước lớn cho nó nhanh nguội hơn. Với 3.000 đồng ông Kim đưa cho ban nãy, thằng trò con nhanh chân tốt đi mua đá lạnh, sau việc trông coi lại cho thằng Đán. Về phần của thằng Đán, tính láu táu ham ăn, nó không thể nào kìm lại được. Nhân lúc bạn của mình không có nhà, thằng Đán múc hết muôi này đến muôi kia để uống. Nhân trần vẫn còn ấm, lại thêm tí đường thì quả thật rất ngon. Liền một lúc ông cánh này chơi một lúc 10 muôi đến no cánh cả bụng. Thế số lượng bị vơi đi nhiều quá, đám ta lúc này tá hỏa tam tinh. Quay đi quay lại, nó sực nhớ ra hôm qua hai thằng giấu chai nước ngọt ở cây đống củi. Nhắc sơ qua thì màu chai nước cùng với nước nhân trần cũng nhang nhắc nhau. Thành ra thằng trò con bèn lôi chai nước, mở nắp và dốc hít vào. Vừa làm xong thì đã thấy thằng Thuật chạy về đến cầm. Vừa lao vào trong bếp, thằng Thuật đã vội hỏi: "Mày đã cho đường vào chưa?" Đán gật đầu, thằng Thuật vội bỏ đá lạnh vào, rồi ngay thằng ngồi múc nước ra 2 cái bình nhựa to, lặng lẽ khiêng sang cho đám người lớn. Bên kia đường, đám người của ông Kim đang ngồi quạt phành phạch ở gốc cây. Thế hai thằng trò con bê bình đến, ai nấy đều cảm mừng tranh nhau lấy cốc. Trời khô nắng hạn lại gặp nước mát thì ai nấy đều mừng, người nào người nấy uống liền 2 cốc to. Đã vậy thứ nước lại ngọt mát, uống rất lạ miệng vì cảm giác đầu lưỡi ti ti. Cái nóng nhanh chóng bị đánh bay, riêng ông Kim thì lại cảm thấy rất mát mặt vì ai nấy đều khen ông dạy con rất giỏi. Quãng chừng nửa tiếng sau, đám người lại bảo nhau trèo lên giáo để tiếp tục tháo dỡ từ đường. Đang làm việc hăng say, đột nhiên ông Thận nghe bụng của mình đánh ngọt một tiếng. Ông thót bụng quay sang nhìn đứa cháu trong họ, thì đứa cháu mặt cũng tái mét, tay ôm bụng không dám cả thở mạnh. Có tiếng của kẻ nào đó xì rắm vang lên rất to. Tiếng động ấy là khởi đầu cho một tràng rắm liên lưu bất tận. Hơn 30 gã đàn ông trong số đó có cả ông Kim đều méo mặt mày. Kẻ nào kẻ nấy đều giữ chặt cặp quần, mồm méo sạch, thắt hít cửa đít, thít hít cửa bụng và thi nhau xả hơi. Tiếng rắm hòa cùng với tiếng ve kêu inh tai, hòa thành một đám đồng ca sặc mùi su uế.
dồn hết tàn lực, ông thần khổ sở nói: Chết rồi Kim ơi, sao tao thấy bụng của tao nó lạ lắm, khéo tao... Vừa nói đến đây thì không kìm được, phải là ông thần khơi mào cho công cuộc ỉa chảy ngày hôm ấy. Buổi làm đành phải gác lại, dòng họ Trần Văn nấy loạn hết cả lên. Dĩ nhiên nguyên do chính là do món nhân trần bí hiểm mà thằng Đán là thủ phạm. Bắn đi hai hôm, thời gian ấy ghi đổ về đầu giờ chiều, thì làng này có người chết. Dĩ nhiên người ấy không phải là đám tổng nhân trong dòng họ Trần, cũng không phải do thứ nước mà thằng Đán pha chế, mà là một cái chết rất đỗi bình thường. Vì tuổi già sức yếu, cái chết đó là của cụ Hiếu. Cụ Hiếu năm nay tròn 100, cái tuổi xưa nay rơi vào dạng hiếm. Cụ Hiếu này có một người anh song sinh trùng tên, vì vậy trong làng người ta quen gọi là cụ Hiếu em. Bình sinh cụ Hiếu em sống rất hòa thuận với mọi người, thành ra là khi nghe tin cụ mất, ai nấy đều gác hết công việc để qua chia buồn cùng con cháu của cụ. Tổng nhân trong dòng họ Trần Văn cũng ngừng việc, sang phúng viếng và hỏi thăm cho trọn tình xóm giềng, và thằng trời con tên Thuật cũng theo bố mẹ mình sang. Sang đến nơi, tang lễ của cụ Hiếu em đang rục rịch diễn ra. Không khí đượm buồn bao trùm cả một mảng âm u rợn vắng vì cơn mưa chiều sắp sửa ập xuống. Từng cơn gió vụn vụt quật tới làm cho đám giả bạt cuộn lên, bụi cát và lá cây bay thành từng vòng xoáy nhỏ. Sinh thời bà cụ Hiếu em chẳng làm mất lòng ai, lại thương cụ cả đời cư cực, cho nên hàng xóm qua phố đám ma đông lắm. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đặt ở chính giữa căn nhà lạnh lẽo, trong lời chia buồn của bà con hàng xóm. Bà nén nhàng cháy rực tỏa ra làn khói lờ mờ, quyện trong không gian chật cứng người, làm cho gian nhà ngột ngạt đến mức khó thở. Người con trai cả của cụ lần lượt phát khăn tang, áo sô trắng cho anh em rồi đội kèn trống cúng tới. Ngày hôm đó đám tang của cụ Hiếu em diễn ra rình rang, cơ bản lên cả mấy chục mâm, mặng cho cơn mưa sắp ập về. Ông Kim cùng với đám ông đàn đảm nhận chân giết lợn làm cỗ như mọi lần, trong khi ông phú trưởng thôn đứng ra chỉ đạo mọi việc để đám ma được diễn ra chu toàn. Người nào người nấy đều được phân công nhiệm vụ riêng, thành ra chẳng còn ai để mắt đến đám trẻ danh như thằng Tuật cả. Với một thằng phá phách như nó, việc ông Kim căn dặn ngồi một chỗ đối với nó chẳng khác nào cực hình. Nhân lúc con cháu của cụ Hiếu em đang đứng tạ lễ, thằng trời con lẻn vào trong buồng để xem mặt của người chết. Vừa vào trong buồng thấy chiếc cỗ quan tài đang đặt một cái chậu đồng, bên trong là một nắm gỗ đang cháy âm ỉ, tỏa ra một làn khói trắng đục. Thằng trời con còn nhỏ quá cho nên không biết điều gì. Cây chậu đồng đang âm ỉ tỏa khói là tập tục của làng Yên Lãng này. Hễ gia đình nào có người chết, ngoài việc thắp nhang thắp nến, dân làng còn đặt dưới quan tài một chậu thau bằng đồng. Bên trong đốt một ít gỗ thơm. Dân làng quan niệm mùi gỗ cháy sẽ đánh tan mùi xú uế. Nương theo làn khói, vong linh sẽ tìm được đường về cõi dương trần để mà thụ hưởng hương hoa. Người làng cũng đại kỵ việc trong 3 ngày tang lễ với cái chậu đồng ấy tắt, bởi khi mà khói tắt vong hồn sẽ bị lạc đường, không tìm về được nhà, và con cháu sau này làm ăn lụi bại. Vì lẽ đó mà cứ mỗi lúc con cháu của cụ Hiếu em phải vào châm thêm gỗ. Nhưng trong đôi mắt ngây thơ của thằng trọi con thì cái chậu đồng âm ỉ cháy, nó lại sợ lửa bốc lên làm cháy cả quan tài. Sẵn có cái súng nước trong tay, thằng trời con cuống cuồng bắn súng dập lửa. Vừa bắn mồm nó vừa lầm nhầm chiêu chiêu. Mất hơn 1 phút cái chậu đồng mới tắt lửa. Một mùi khói trắng bốc lên và tan loãng hoàn toàn. Chẳng những vậy, thằng trời con còn thể hiện tài thiện xạ bằng cách bắn súng để ngay cây đèn cầy trên nắp áo quan tắt đi. Thằng Thuận thấy mình lập được đại công thì mừng lắm. Đang tính trở ra thì nghe tiếng bước chân người tiến vào trong buồng. Hoảng quá, thằng trời con nấp vội vào sau cái tủ quần áo kê trong góc buồng và nín thở không dám động cửa. Người vào buồng là bà Thanh, con dâu của cụ Hiếu em, mới vào trong tính thắp cho bố chồng 1 tuần nhang. Ngay lập tức bà Thanh hoảng hồn khi thấy chậu đồng dưới gầm quan tài đã tắt ngấm. 2 cây đèn trường thọ cắm trên áo quan cũng bị rụi lửa. Lửa tắt là điểm gở, bà Thanh hoảng hốt đi ra thông báo cho cả nhà. Con cháu nhà cụ Hiếu em nghe tin đó thì ai nấy đều sợ xanh mặt, vội vã kéo nhau vào bên trong xem xét, thì quả nhiên là gian buồng thật nguội lạnh.
Đèn nến hương cuộn đều bị dập tắt. Bà Thanh run rẩy trò tay lên di ảnh của bố chồng nói đến lạc giọng. Chết rồi mình ơi, mình xem thầy đang khóc kia kìa, điểm gở rồi. Đám anh em vội xuống lại để xem. Quả thật trên tấm di ảnh của cụ Hiếu em có mấy vệt nước còn đang đọng lại. Cú bắn ban nãy của thằng trời con làm nước bắn cả lên tấm ảnh thờ, trùng hợp làm sao đúng vào vị trí đôi mắt của người chết, thành ra nom hệt giống như là đang khóc. Hoảng hốt quay ra ngoài, người con trai cả bèn run rẩy dục thầy cúng. Thầy sư ơi, chết rồi, chẳng biết sao hương khói trong nhà tắt hết, thầy vào làm lễ cho chúng tôi không, sau này e là có sự xấu. Lão sử sau cái đần bị dọa ma ở nhà ông Đạt thì bắt đầu biết sợ. Ngặt nỗi sợ mấy thì cũng phải cúng, không làm thì cạp đất mà ăn. Nay được con cháu nhà cụ Hiếu em mời sang hành lễ, giờ gặp sự này dù muốn hay không cũng không thể không làm. Trong khi đám con cháu của nhà cụ Hiếu em chẳng ai dám vào, một mình lão sử đành cắn răng tiến vào trong căn buồng u tối. Trên tay của lão là một nắm gỗ hương, một cái bật lửa và mấy tờ báo giấy. Vừa lấy nắm nhang thắp lên, ngọn lửa bùng lên soi rọi gương mặt khô đét trong tấm ảnh thờ, làm cho lão sử hơi rùng mình. Vội vàng cắm nắm nhang xuống, lão sử cúi xuống ngồi xổm trước đầu quan tài, rồi bắt đầu châm lửa vào tờ giấy báo, tính châm lại đám gỗ ở cái chậu đồng. Lão châm đến mấy lần mà gỗ không bắt lửa, điều đó càng làm cho lão sử sợ hơn, vì lo lắng vong linh nổi giận không về chứng cho. May mắn sao đến lần thứ tư thì gỗ đã bắt đầu cháy. Cùng lúc đó góc nhà thằng trời con thấy ngọn lửa ở cái chậu đồng lại bùng lên thì vội vàng bắn súng dập lửa. Ngặt nỗi cái súng đang hít nước, thằng trời con nhìn trước nhìn sau và mừng rơn. Đập vào mắt của nó, bên cạnh chỗ nó đang nấp có một chai nhựa, bên trong có một thứ nước màu vàng. Thằng trời con chẳng nghĩ ngợi gì, nó dốc chai đổ nước vào trong súng và bắt đầu nhắm chỗ có cái chậu đồng rồi bóp cò. Khốn nạn thay, thứ mà nó đổ vào đó không phải là nước mà lại là dầu hỏa. Dầu hỏa vừa bắn ra thì ngọn lửa bùng cháy lên. Lão sử ngồi bên cạnh đó bị lửa bén vào áo, làm cho lão hoảng hốt. Bên trong góc nhà thấy lão sử vừa bị lửa bén vào vạt áo dài, thằng trời con càng ra sức bắn để dập lửa. Thế nhưng càng bắn thì lửa lại càng cháy to. Lửa bùng lên từ vạt áo cho đến đùi, đến gấu quần. Lão sử rú lên cắm đầu chạy ra ngoài, phía bộ quần áo đang bắt lửa, bồm gào lên trong khi tay đang điên cuồng xé quần áo. Vậy là trong phút chốc đám ma đã trở nên hỗn loạn. Kẻ xối nước lên người của lão sử, kẻ chạy vào trong buồng cứu hỏa vì ban nãy cuống quá. Lão sử làm cái chậu thau đồng đổ ra. Nhân lúc hỗn loạn, thằng mặt rằng đã may mắn trốn thoát. Thế là ngày tư hôm ấy, vì trò nghịch dại của thằng quỷ sứ, cho nên con cháu cụ Hiếu em phải bỏ ra số tiền lớn, mời hẳn đoàn sư tăng về làm lễ cầu siêu. Không may cụ Hiếu em đã chết cứng trong quan tài, chứ nếu không chắc cũng phải bật dậy và cho thằng Ôn con vài nhát. Sự việc của đám ma hôm ấy chỉ có thằng Thuật và thằng bạn Chí Cốt tên Đán biết, vì thằng Thuật đã kể cho bạn của mình nghe. Thế nhưng thói đời, cái kim bọc trong lâu ngày cũng lòi ra. Sự việc cuối cùng bị phát hiện, thằng Thuần ăn một trận đòn nhừ tử vì thằng bạn tốt của mình đã khai ra sạch sau một hai lần hai thằng đánh nhau chi chác kẹo không đều. Đúng là vì miếng ăn mà huynh đệ tương tàn. Thù hằn nhau là như vậy mà hai ngày sau người ta đã thấy chúng nó dắt tay nhau đi chơi. Thêm một tuần trôi qua kể từ tháng nghỉ hè bắt đầu. Hôm đó hai thằng Ôn con này không lang thang đi phá phách mà lại tập trung ở từ đường của nhà thằng Thuật. Chẳng phải chúng nó đến để làm chân chạy vặt, mà là vì sáng nay bên từ đường có một việc vô cùng hệ trọng. Vì các cụ cao niên trong dòng tộc quyết định cơi nới thêm từ đường cho rộng, thành ra sau khi tháo dỡ từ đường cũ, cả họ nhất trí đào móng rộng thêm. Vì khi đào sâu xuống khoảng đất sau từ đường độ mấy mét, cả họ thất kinh khi nhìn thấy một nắp hầm ẩn dưới lớp gạch đá, cách gốc cây bông cổ thụ không xa. Thấy cái nắp hầm kỳ lạ, cụ Vương ông nội của thằng Thuật thân là trưởng tộc vừa lệnh cho đám con cháu đào tiếp. Mới đào được khoảng rộng bằng cái nong thì đã thấy phát hiện ra một bờ gạch xây chìm. Bờ gạch này chạy dài chừng một sân nhà, sâu ngập xuống đầu người, trên xây theo lối cuốn bằng gạch bát tràng rất kiên cố.
lần mò theo bờ gạch và hùng hục đào xuống. Rất lâu sau đó tộc nhân trong họ đã tìm được cửa hầm. Lớp gạch vừa đổ xuống hiện ra một cầu thang dẫn xuống bên dưới. Cả đám xanh mặt nhìn nhau. Sau cùng quyết định tiến xuống để xem xét. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn pin, cả đám run rẩy bước theo từng bậc thang. Đám người đi đầu là ông Kim đi xuống thì thấy một cảnh tượng đầy lạ mắt. Bên dưới tầng hầm xây âm này có không gian bằng một gian nhà thu nhỏ. Bên trong có bàn ghế, một cái giá trên để rất nhiều lọ gốm, và ở giữa một khoảng đất có một cảnh tượng làm cho ai nấy đều sờn gai ốc. Đó là hai cốt quan tài nằm chỉnh hình ở đó. Cẩn trầm tiến lại, đám tộc nhân trong họ nhận ra cốt quan tài chạm trổ rất công phu. Gỗ còn tốt, hai chiếc quan tài nằm bắt chéo nhau thành hình chữ X. Cái trên nằm theo chiều tây ghé nam 15 độ, đông bắc ghé 15 độ. Trong khi cốt quan tài ở dưới đóng nắp im lìm, thì cốt quan tài ở trên không hề đậy nắp. Và bên trong chỉ có duy nhất một cái hộp gỗ dài tầm nửa cánh tay. Rộng cứ một găng tay, sơn son thiếp vàng đủ cả, rồi nước sơn đã bong chóc đi mấy mảng. Thế tư thế chôn và sắp xếp kỳ lạ. Một kẻ đánh bạo đưa tay chạm vào quan tài, thì tự nhiên kẻ ấy ú ớ co giật liên tục. Mọi người trong họ phải vội vàng bế lên. Nhưng vừa lên đến mặt đất thì kẻ đó lại trở nên bình thường. Cơn đau cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Đám người trong dòng tộc sợ đến tái cả mặt. Ông cổ vương lúc này đành hối con trai là ông Kim đi báo tin cho chính quyền xã. Còn lại toàn bộ tộc nhân phải ở lại để bảo vệ hầm mộ này. Vì đang trong lúc rối ren cho nên chẳng ai hay biết thằng oát con vẫn còn đang ở dưới hầm. Nhặt lấy cái đèn pin ai đó làm rơi dưới đất, thằng Thuận lúc này chẳng còn sợ hãi mà còn chiếu lại để nhìn rõ cố quan tài. Đúng là nghé non không sợ hổ. Mặc cho thằng Đán ra sức ngăn cản, thằng Thuận vẫn xăm soi cho thật kỹ. Và khác với người đàn ông bàn nãy, thằng trời con lại chẳng bị làm sao khi chạm vào hai cố quan tài. Nhưng mà dù gì nhìn ngó thế nào thì cũng chẳng thấy bên trong có gì, vì nắp áo quan ở cố quan tài bên dưới đang đóng kín như bưng. Sau cùng hai thằng đành phải bỏ lên nhà trên và chờ đợi chính quyền tới. Tầm 2 tiếng sau khi nghe chính quyền báo lên làng Yên Lãng phát hiện ra một ngôi mộ kỳ lạ, một đội khảo cổ ở thành phố cùng công an đã về làng để tiến hành thăm dò cũng như khai quật. Đứng ngóng hớt bên cạnh ông của mình, thằng Thuận nghe được ngôi mộ này đã có lịch sử hơn cả 300 năm. Vậy là có trước khi từ đường dòng họ được xây nên. Theo quyết định của chính quyền, hai cố quan tài và toàn bộ cổ vật sẽ được đưa lên và đem về bảo tàng của thành phố. Ngàn nỗi thời gian lúc đó đổ về đêm muộn, trời đang lắc giấc mưa, thành ra là việc di rời phải để đến sáng hôm sau mới có thể thực hiện được. Sáng hôm sau, đội khảo cổ một lần nữa quay lại hầm mộ. Đám tộc nhân trong dòng họ Trần Văn cũng được cử người xuống chứng kiến, và thằng trọi con cũng nhanh chân theo bố của mình. Đứng nép cạnh chân của ông Kim, thằng Thuần căng mắt để theo dõi. Dưới nguồn sáng của cái đèn công suất lớn, hai cố quan tài được đội khảo cổ khiêng xuống, đặt song song bên nhau. Bên trong cố quan tài ở trên, trái với suy đoán của thằng Thuật, cái hộp gỗ trống trơn, bên trong giống ruột chẳng có gì. Song người trong đội khảo cổ lại khẳng định đó là một cái hộp cực kỳ quý hiếm, vì chất gỗ làm bằng gỗ trầm hương. Tuy bề ngoài nom có vẻ cũ kỹ, song thực chất đó là một báu vật vô giá. Người thường khó có thể nhận ra được giá trị liên thành của nó. Tiếp tục mở cố quan tài còn lại, cả đám khảo cổ và cha con của ông Kim đều sửng sốt. Dưới ánh sáng hắt xuống từ bóng điện mới lắp trên trần hầm, mọi người đều thấy một cái xác chết khô được quấn vào một tấm vải đã ngả màu vàng. Trên đầu cắm một linh phủ bằng gỗ. Ông trưởng đoàn khảo cổ cầm đèn pin, xăm soi khắp lượt xác chết, rồi soi kỹ linh vị trên đầu. Trên tấm gỗ rán có một lá bùa màu tím, có ghi một dòng chữ bằng tiếng Tàu mà ông đọc là: Tà hữu lục giáp, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phong vân, thiên tà vạn uế, trục khí nhi thanh. Ông trưởng đoàn đọc hết câu chú rồi trầm ngâm đoạn thốt lên: Bùa tịnh thi của thần châu đã thất truyền gần 300 năm. Đây chắc chắn là phép giam giữ môn thần,
dân ta hay gọi là thần giữ của. Nghe lời đó thì đám người trong đội khảo cổ bàng hoàng nhìn nhau. Dựa theo các văn vận bằng gốm và lời của ông trưởng đoàn, cả đám ngầm khẳng định niên đại của căn hầm này quả thật đã tầm 300 năm. Ông trưởng đoàn nhìn cái xác rồi lúc này lẩm nhẩm: chưa kiếp chắc thần cũng là người khổ hạnh. Thôi thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chúng tôi xin di quan về bảo tàng để hậu thế được khai thị. Mong thần chứng giám cho. Trong khi nắm người lớn đang trầm mặc thì thằng Thuận lại hỏi to: các bác ơi, đây có phải là cương thi trong phim của Lâm Chánh Anh không ạ? Ông trưởng đoàn xoa đầu của thằng bé rồi giải thích: không phải mà cũng không phải. Cương thi thì khi nhập thổ xác không phân hủy, lại gặp một luồng khí nạp âm cho nên biến dị. Còn môn thần thì khác. Cháu xem ra xác chết này không còn sắc máu, thi thể không trắng bạch mà ngả màu xám. Vậy chắc chắn khi chết mới bị đổ thi độc vào trong miệng. Đây là cách giam giữ thần giữ của. Phàm là xác chết bất luận lý do là gì cũng không cứng lại được. Nếu mà có mật pháp chạm cương thì thi sẽ thối rữa, không thể canh giữ hầm mộ cho tới mấy trăm năm sau. Cái xác này biến thành cương thi không phải do tự nhiên mà là vì một thuật gọi là thuật tống xác. Thằng Thuận nghe chẳng hiểu điều gì xong vẫn hỏi: thuật tống xác là sao hả bác? Ông trưởng đoàn vẫn kiên nhẫn giải thích: sinh thời những kẻ lắm tiền nhiều của khi mà cảm thấy mình chẳng còn sống được bao ngày thì bắt đầu đều đặn uống từng một ít thạch tín. Đương nhiên là mỗi lần chỉ uống một lượng rất nhỏ. Chờ cho thạch tín ngấm dần xuống đan điền thì ăn thêm vài loại thảo dược như là hoa mau, như là hoa tử mau, cỏ bạch hạc hay là hoa tuyết sơn. Những cái thứ này nếu mà ăn một lượng vừa đủ sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể lúc còn sống. Nhưng mà người vừa tắt thở khi huyết sân lập tức đóng lại, thi thể cứng nhắc không giữ nát, trở thành cương thi bảo quản bằng thuốc. Đợi sau khi thân xác hoàn toàn cứng nhắc, đặt vào trong quan tài quản lại. Người ta làm vậy để canh giữ kho báu đi cháu. Thằng Thuận lúc này liền ổ lên: thế kho báu đâu bác? Ông trưởng đoàn khoắt tay khắp hầm mộ rồi bảo: khắp hầm mộ này đều là văn vật quý hiếm trong hạ. Thôi, cả đoàn chuẩn bị di rời quan tài và cổ vật về giám định cho thật kỹ. Đoàn công tác mất nguyên một ngày trời để di rời toàn bộ cổ vật đi. Xong họ Trần Văn cũng cử hai người đi theo để làm nhiệm vụ bàn giao. Ba ngày sau, ông Kim đại diện cho dòng họ xuống thành phố nhận bằng khen thưởng của mấy ban ngành. Và cũng từ đêm đó, những sự việc ma quái bắt đầu xảy đến với dòng họ này. Và người có mối liên hệ mật thiết nhất chẳng ai khác ngoài thằng Thuật, kẻ mà từ lúc sinh ra đã có người bảo nó là có căn âm. Sáng tình mờ hôm ấy cũng như mọi lần, đúng 4 giờ sáng thằng trời con đã tìm được nhà chi cốt để rủ đi chơi. Sáng hôm đó do là mùa hè mà chẳng hiểu sao lại rét căm căm, sương mù trắng xóa. Nhưng đã quen với cái lạnh sáng sớm và lại cũng thích đi chơi cho nên thằng oát con cũng chẳng nề hà gì. Từ nhà thằng Thuận sang nhà thằng Đán rất gần nhau. Nhưng đêm qua nghe thằng Đán bảo nó theo bà sang nhà ông bác họ ở đầu làng để đợi con dâu ông sinh em bé. Thành ra là thằng Thuận phải sang đó tìm. Để sang đến nơi, thằng Thuận phải đi ngang qua từ đường đang làm dở của dòng họ. Lúc đi ngang qua gốc cây bồng cao vút nằm cạnh hàng rào, thằng Thuận bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc âm ỉ ở đâu đó. Càng lại gần cái cây, tiếng khóc nghe lại càng rõ hơn. Sốt ruột, thằng trời con rảo bước nhanh hơn. Đến gần gốc cây, thằng trời con đưa mắt nhìn vào thì thấy hình như là một người đàn bà đang dựa vào gốc cây. Tiếng khóc cũng chính từ đây. Nó là hình như bởi trời sương răng trắng, gần từ đường không khí cũng khá âm u, đứng gần nhau vài mét cũng chả thấy rõ mặt. Thằng trời con đoán đó là một người đàn bà bởi chiếc váy đang mặc, màu đỏ sặc sỡ và quần đính kìm tuyến nóng ánh, hệt như là nhân vật kiếm hiệp trong phim trường ngày xưa. Lấy làm lạ sáng sớm thế này mà lại mặc váy kiếm hiệp, rồi lại ngồi đây khóc lóc thế này. Thằng trời con tò mò rồi lên tiếng hỏi: bà dì ơi, sao bà lại khóc? Đáp lại thằng Thuận vẫn chỉ là tiếng khóc thút thít, thi thoảng lại nấc lên từng hồi, cứ y ỉ thật đáng thương. Này bà dì ơi, sao bà lại khóc? Người đàn bà vẫn không trả lời. Thằng Thuận đánh bảo tiến lại gần hơn, vòng ra trước mặt của bà ta. Chỉ trong giây lát, thằng trời con ú ớ lên vài tiếng rồi lăn đùng ra bất tỉnh.
Đập vào mắt của nó là một màn sưng sớm, là một khuôn mặt khô đét, hai hốc mắt trũng sâu với đôi má hóp lại. Khuôn miệng của bà ta như một hố đen tối tăm và hàm dưới sệ hẳn xuống, cảm tưởng khớp quanh hàm đã bị tháo rời ra. Một lúc lâu sau, thằng Thuận nghe tiếng cua gậy gỗ bên tai, nó bàng hoàng choàng tỉnh rồi lao vội ra ngoài đường. Không may sao bắt gặp một bà già đi chợ sớm. Thế bà già, thằng trời con hoảng quá vội bám lấy vạt áo, nói trong hơi thở dốc: "Bà ơi, cháu vừa gặp con ma ở gốc cây bông, bà đưa cháu về với, cháu sợ quá bà ơi." Xuân dậy bám lấy vạt áo, bà già đi trên con đường u ám vì sương mù chưa tan hết. Lúc này đã định thần lại được, thằng trẻ con mới nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Nghĩ lại mà cũng sờn cả gai ốc. Nó tự nhiên muốn kể chuyện gì lạ mình đã gặp phải. Nghĩ thế nào nó cũng cất tiếng bắt chuyện với bà già: "Bà ơi, bà đã gặp ma bao giờ chưa?" Không thấy bà già đáp lại, thằng trẻ con vẫn đến thoáng: "Cháu gặp rồi, bà nãy cháu đã tận mắt chứng kiến, nó ở gốc cây bông đấy. Lúc đầu nghe thấy có tiếng khóc cho nên lại gần. Rồi bà biết cháu đã nhìn thấy gì không?" Bà già vẫn không đáp, thằng trẻ con cứ bám gấu áo rồi nói: "Nó khô như là con cá mắm đấy bà, mồm của nó ngoác ra kinh lắm. Bà dẫn cháu về nhà đi, cháu sợ lắm." Bất chợt một giọng nói khào khào đến tai của thằng Chọi: "Thế sao? Mày xem tao có giống không hả? Bảo thằng chú của mày trả tao cái vòng ngọc, không thì tao vật chết cả họ đấy." Theo phản xạ, thằng Chọi ngẩng đầu lên. Trước mặt của nó, bà già mà nó đang bám áo chính là bóng của người đàn bà ngồi khóc ở gốc cây bông. Cùng lúc đó, trên thành phố, chú Nhâm, chú ruột của thằng Thuật đang ngồi trong phòng làm việc riêng. Ở bàn làm việc được trải một tấm khăn lông, trên đó là cái vòng ngọc được chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Đêm đó, cái đội khảo cổ rời về thành phố sau việc quay sóc hiện trường cho tộc nhân trong dòng họ Trần. Nhân lúc đêm tối, chú Nhân đã lẻn xuống hầm mộ. Điều đó khi nghe đội khảo cổ nói cổ vật trong hầm đều có giá trị, chú Nhâm cũng đã sinh lòng tham. Cổ vật này trong đất của dòng họ Trần, khi không giao lại cả kho báu cho người ta thì quá dại dột. Vậy là nhân lúc không ai cảnh giác, chú Nhân đã lẻn xuống và tính nắng một số cổ vật đi. Quen biết với đám xã hội đen trên thành phố, chú Nhâm có thừa khả năng bán ra chợ trời và dĩ nhiên sẽ thu về một số lợi không nhỏ. Ngăn nối toàn bộ đồ trong hầm mộ đều rất to, khả dĩ nếu đem đi giấu sẽ bị phát hiện. Ban chiều chú Nhâm đã chú ý đến cái hộp gỗ trong quan tài. Khi không lại đem cái hộp gỗ bỏ vào đó thì chắc hẳn thứ vật bên trong còn đáng giá gấp vạn lần. Lấy hết can đảm tiến đến cái hộp gỗ, chú Nhâm run rẩy mở nắp và thấy bên trong có một chuỗi vòng ngọc rất bắt mắt. Không chậm trễ, chú Nhâm vội giấu nhanh vào áo, đóng nắp lại và trở lên trên như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đoàn khảo cổ đem di vật đi thế êm xuôi, chú Nhâm cũng vội vã trở về thành phố, đem tấm mảnh chụp cái vòng đi hỏi mấy tay chơi đồ cổ. Đã mới khẳng định nếu có hàng thật thì giá phải đến 50 cây vàng. Nhưng cũng chính từ đêm đó, chú Nhâm luôn gặp ác mộng. Trong giấc mơ kinh hoàng, chú thấy một người đàn bà mặc theo lối cổ xưa luôn hiện về đòi trả lại vòng vàng. Cho tới buổi tối hôm nay, sau cuộc hẹn với khách hàng, chú Nhâm trở về nhà khá muộn. Chỉ kịp tắm rửa qua loa, chú leo lên giường để đi ngủ. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng đập vào ô cửa kính. Khi đang lim dim ngủ, chú Nhân giật mình khi nghe có tiếng chân ai đó đi lại dưới nhà. Sợ có trộm, chú cẩn trọng tiến xuống kiểm tra, xong nhà dưới trống trơn. Vừa đi vào phòng làm việc, chú lôi cái vòng ra rồi bần thần ngắm nghía. Đó thực sự là một cổ vật có giá trị rất cao. Chỉ cần bán đi nửa đời sau không cần phải lo nghĩ. Có tiếng chân người đi lại bên ngoài nhà làm cho chú Nhân hoảng sợ. Trong lúc đó, một tia chớp lóe lên kéo theo một tràng âm thanh rền vang trên bầu trời. Mưa bắt đầu rơi càng lúc càng nặng hạt. Sau khi đảo quanh một vòng thấy mọi thứ đã ổn, chú Nhân mới trở lại phòng làm việc tính cất cái vòng đi. Nhưng lúc vừa quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị vào phòng làm việc thì ánh chớp chói lòa đổ ập xuống, rời qua cánh cửa kính làm chú Nhâm giật mình. Trong vòng một giây ngắn ngủi đó, rõ ràng chỉ có mình chú nhưng lại có tới hai cái bóng đổ trên nền nhà. Chú Nhâm bất giác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát lớn: "Thế nào nửa đêm lẻn vào nhà tao,
Khôn hồn cô xéo, đừng để tao bắt được. Đổi lại chỉ là tiếng sấm rền vang và vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước căn nhà hai tầng. Chú Nhâm bần thần đứng một lúc vẫn chẳng thấy gì, xong vừa quay đi chú lại có một cảm giác ai đó đứng nhìn mình chăm chăm. Cây ốc nổi lên khắp sống lưng, kèm theo đó là một làn gió lạnh buốt sộc tận vào trong ruột gan. Trực giác mách bảo làm cho chú bất giác quay đầu nhìn lại, thì đầm vào mắt của chú, đằng sau ô kính loang loáng nước mưa, chính là người đàn bà mặc sắc phục cổ trong giấc mơ. Người đàn bà đứng trong màn mưa với khuôn mặt khô đét, hai hốc mắt đỏ rực, quai hàm chảy xệ, đồng đưa qua lại cực kỳ dị hợm. Chú Nhâm má gầu toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn thấy cái thây ma đang xuyên qua cánh cửa, miệng không ngớt thì thào thứ âm thanh khàn đục. Trả cái vòng cho tao, trả cái vòng cho tao. Chú Nhâm trần trừng hai mắt ngồi bật dậy, thì ra là gặp ác mộng. Chú hết nhìn vợ đang nằm bên cạnh, nhìn căn phòng vẫn còn lờ mờ trong ánh đèn và nhìn lại mình. Quả thật chỉ là một giấc mơ. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết, những cành cây cổ thụ bên ngoài ban công đang oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía chú. Hoàng hôn, chú Nhâm tiến xuống nhà dưới châm điếu thuốc hút, ngồi bần thần ở phòng khách sực nhớ đến cái vòng chú tính đem ra để mai đem đi trả. Bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt của chú, ngay trước tầm mắt của chú, bên trong gian phòng làm việc, người đàn bà ngồi xổm trên bàn thì mần mê cái vòng với nụ cười ma quái. Mở mắt ra, chú Nhâm thấy mình đang nằm ở trên giường lại là cơn ác mộng kinh hoàng. Ngay lúc đó biết mình đã phạm đại kỵ là lấy đồ của người âm, chú Nhâm ngay lập tức đem theo cái vòng về lại làng. Về đến nhà cũng đã là lúc thằng Thuận đang được người ta đánh gió. Ông chú đi lên trên huyện sớm, vô tình gặp thằng trọi con đang quay ở đường cho nên đưa về. Chú Nhâm vào trong nhà cũng là lúc thằng Thuận choàng tỉnh, xong thằng bé như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. Vậy mà mới thấy chú Nhâm, thằng Thuận lại trừng mắt lên rồi lẩm bẩm: trả lại cho tao, trả lại cho tao. Chú Nhâm biết vong hồn của người đàn bà đã ám thằng Thuận, chú lặng lẽ đem cái vòng bỏ xuống ngầm mộ, rồi giả bộ vô tình phát hiện ra và báo cáo cho chính quyền. Ngày hôm đó đội khảo cổ đã về đem cái vòng đi, coi như là vật cũ hoàn chủ. Sau đợt ấy, thằng Thuật phát hiện ra một điểm, ấy là mỗi lần về quê gặp mặt, chú Nhâm đều tìm cách tránh né nó, và hễ thằng oát con trừng mắt nhìn là lại làm cho chú xanh mặt. Công chính vì vậy, mỗi lần thằng trợ con đòi mua cái gì, chú Nhâm đều nhất nhất nghe theo. Cũng vì vậy mà thằng trợ con tha hồ được uống nước Coca. Là Coca chính hiệu, chứ không phải là Coca pha nhân trần mà thằng Đán đã làm hôm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.